trà là chị hàng sinh hoạt có luôn viết lại. Biết yêu bản thân hơn. Nghe tắm này phải ngủ đó tắm. Cái này được không? Ta đâu có làm gì dơ, mình nó dơ. Thôi đi. Không dở cũng dở dở Dạ rồi, chào mấy chị yêu nha. Chúc mấy chị buổi tối vui vẻ nha mấy chị ơi. Chúc mấy chị yêu buổi tối vui vẻ nha. Dạ em chào chị Nguyễn Nhung nha, chúc mấy chị yêu buổi tối vui vẻ nè. Mấy chị vô xem like lựa đồ đẹp với em nha mấy chị ơi. Dạ rồi, em chào chị Lê Tú nha, chào chị Tiên, em chào chị Thanh VN nè, chúc mấy chị yêu buổi tối vui vẻ nha mấy chị vô xem đông đông đi, em sẽ bắt đầu lên mẫu nha, mấy chị vô xem đồ đẹp với em nha mấy chị yêu. Rồi, chào chị Đắc Nhân Tâm nè, hello mấy chị yêu nha. Em chào chị Hương Bùi, chào chị Hạnh. Rồi em sẽ đây, hôm nay mặc bộ đồ ép đá với mấy chị rất là đẹp luôn, mẫu ép đá nha, em đá hoa sen 150.000 một bộ nha. Đây em đang mặc là ba bộ ép đá này, cái này là 150.000 một bộ đá hoa sen, đá ép rất là đẹp luôn. Đá này ép bằng điện nhiệt nên nó chắc chắn lắm mấy chị, về giặt máy giặt nó cũng không có bị sứt đá nha. Cái áo mẫu đá hoa sen này thì hiện tại em có size từ 45 cho tới 75 kg, là từ size 1 cho tới size 6 luôn nha mấy chị yêu. Chị yêu nào mặc size 6 thì sẽ là 170.000 một bộ nha. Còn mặc từ size 1 tới size 5 sẽ là 150.000. Mấy chị muốn mua áo lẻ thì em có tách lẻ cho mấy chị luôn nha. Áo lẻ thì sẽ là 90k một áo như chị đây. Chị nào hết đá hoa sen đây, rất là đẹp luôn. Mẫu đá mới nha em. Đá thì hiện tại là em có rất là nhiều mẫu đá luôn, có nhiều mẫu đá, có nhiều màu luôn. Mấy chị mặc xem máy thì comment để em coi cái size đó, còn cái mẫu đá gì màu gì em nhân chị xem nha. Mấy chị yêu thích đá thì vô lựa đá với em nha. Dạ em chào chị Doãn Lâm nè, chào mấy chị yêu nha. Đây đá nha em, đá hoa sen 150.000 một bộ, mẫu ép đá mới nha em cũng chị yêu ơi. Này rất là đẹp luôn, đá hoa sen, đá hoa tai nữa nè. Đá hoa sen hoa tai 150.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Đây một. Rồi chị yêu nè, hết ép đá hoa sen thì comment chốt đá hoa sen nha. 150.000 bộ. Rồi ai hết đá hoa sen. Áo em đang mặc là 90k một cái nha mấy chị, quần là 60k một bộ sẽ là 150 nha. Đá này hiện tại em có size từ 45 cho tới 75 kg, là từ size 1 cho tới size 6 cho mấy chị luôn. Ai thích thoát đá hoa sen, em có đá hoa sen đây. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu, em sẽ lên cho mấy chị xem đồ bộ trước nha. Đây, và ba bộ thiêu, cái này sẽ là 150.000 một bộ nha. Đá thiêu rất là đẹp luôn. Đá thiêu này hiện tại thì em có size 3 và size 5 nha. Mấy chị yêu, cái đá này mặc lên rất là đẹp luôn. Đá là thiêu viền, viền ái là thiêu viền tay nè.
150.000 một bộ. Rồi em sẽ lên bảng màu cho mấy chị tham khảo ha. Em có màu này sẽ là màu xám nè. Xám này sẽ là màu xám, là xám khói nha mấy chị yêu. Màu này sẽ là màu đỏ. Màu này sẽ là màu đỏ mận. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím cà. Màu nâu. Và màu cuối cùng sẽ là màu đen. Rồi 33 bộ thiêu 150.000 một bộ nha. Em có tất cả là 5 màu. Mấy chị thích màu nào hoặc là muốn xem lại màu nào comment em dơ mấy chị xem nha. Rồi em có màu này sẽ là màu đen nè, em dơ lại cho mấy chị xem. Em có màu này sẽ là màu đen. 33 bộ thiêu nha, 150.000 một bộ. Màu này sẽ là màu nâu. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím cà nha mấy chị yêu. Màu này sẽ là màu đỏ. Đỏ này sẽ là đỏ mận. Và màu cuối cùng sẽ là màu xám. Xám này sẽ là xám lông chuột nha. Cái màu này mặc lên rất là sang luôn, 150.000 một bộ thôi. Rồi tiếp theo là em sẽ lên với chị xem tiếp là 33 bộ ép đá. Cái này là cũng là mẫu ép đá mới nha em luôn. Cái này sẽ là 150.000 một bộ nha. Cái này cũng 150 luôn. Mấy chị yêu mua 2 bộ thì em sẽ miễn ship nha. Mua 1 bộ thì ship giúp em là 25k. Rồi chị yêu nào thích cái đá này comment giúp em là màu này sẽ là màu ruốc nha. Màu ruốc này hiện tại thì em còn size 2 thôi. Chị yêu nào mặc size 2 thích cái màu ruốc thì chốt màu ruốc đi. Cái màu này mặc lên cực kỳ sang luôn. Rồi em sẽ lên cái màu tiếp cho mấy chị yêu tham khảo ha. Em có màu ruốc. Màu này sẽ là màu cam. Màu cam này nó không có bị quá chói nha mấy chị. Đá trên ngực, đá trên vạt áo nha. Đá hoa tai luôn, rất là nhiều đá mặt nó rất là sang luôn, 150.000 một bộ. Thun này sẽ là thun la dông co giãn nha mấy chị. Rồi em có màu cam, màu này sẽ là màu trắng. Em có màu trắng, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá nha mấy chị. Và màu cuối cùng sẽ là màu hột gà. Rồi đây là đồng bộ ép đá 150.000 một bộ. Em có màu này sẽ là màu hột gà nè. Màu này sẽ là màu xanh, màu trắng và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ cam. Rồi mấy chị thích màu nào thì comment giúp em nha. Mấy chị muốn xem lại màu nào thì comment em sẽ dơ cho mấy chị xem. Tiếp theo là 33 bộ chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề. Cái này là 150.000 một bộ nha mấy chị yêu. 33 bộ chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề, 150.000 một bộ. Rồi em có màu này sẽ là màu da bò nè. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá nha mấy chị. Màu này sẽ là màu hồng đào. Màu này sẽ là màu lam. Màu này sẽ là màu tím. Và màu cuối cùng sẽ là màu đen. 33 bộ chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề, thiêu tinh nhật với thiêu vật cảo luôn mấy chị. Nút là nút đóng một chai nha, rất là sang luôn, 150.000 một bộ thôi. Rồi em có màu này sẽ là màu đen nha. Màu đen, màu này sẽ là màu tím. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Kim Anh đã follow em nè. 33 bộ chữ tâm này thì em có tới size 6 luôn nha mấy chị, là từ 45 cho tới 75kg luôn á. Mấy chị yêu nào mặc size 6 thì sẽ là 170.000 một bộ nha. Còn mặc từ size 1 tới size 5 sẽ là 150 thôi. Rồi em có màu này sẽ là màu lam. Màu này sẽ là màu hồng da. Em có màu hồng da, màu xanh lá. Và màu cuối cùng sẽ là màu da bò. Rồi đây là cái bộ chữ tâm này mấy chị mua về đi núi đi chùa cũng được, rất là đẹp luôn. Cái này mình mua về đi chùa rất là đẹp, mấy chị mặc lên cực kỳ sang luôn. 55kg màu đen hả? Chị Nguyễn Quốc Hòa màu đen, để coi màu đen còn size mấy vậy chị yêu. Màu mình 55, ôi chị Nguyễn Quốc Hòa hả? Bữa đặt hàng bên em chưa ta? Chị Nguyễn Quốc Hòa cho em hỏi là bên mặc size mấy vậy chị yêu, không bữa khách cũ mà không biết, em chưa có luôn thông tin của mặc size mấy nữa. Dạ màu đen chị mặc ở chị 55kg, ca mặc size mấy vậy? Ủa ca bao nhiêu vậy chị yêu, để em coi chị mặc size mấy nha. Để em coi cái size đó màu đen, là màu đen là em chỉ còn size 5 thôi à. Mình 55 cân ca bao nhiêu vậy chị yêu, để em coi mình mặc size mấy, để em coi cái size đó còn màu gì em dơ cho chị xem nha. Size 3 mà bị chặt luôn á hả? Size 3 mà bị chặt thôi. Bây giờ em sẽ lấy size 4 cho chị mặc cho nó thoải mái xíu nha. Rồi để em coi size 4 còn mà chị em dơ cho chị xem liền nha chị yêu. Size
Size 4 thì hiện tại là em còn màu này sẽ là màu xanh lá đậm nè chị yêu. Đây size 4 thì em có màu xanh lá đậm nha. Màu xanh lá đậm. Màu này sẽ là màu lam. Em có màu lam. Size 4 thì em còn 2 màu thôi chị yêu. Màu này sẽ là màu lam. Màu này sẽ là màu xanh lá, 2 màu. Chị hết màu nào thì comment giúp em nha. Chỉ còn 2 màu thôi. Còn màu đen thì em có size 5 thôi ạ. À. Còn nếu mà chị muốn lấy màu xanh lá hả? Ok chị yêu luôn. Em chốt cho chị Nguyễn Hòa một bộ xanh lá nha. Ok chị yêu. Rồi một bộ xanh lá cho chị Nguyễn Hòa luôn. Dạ rồi ok. Cảm ơn chị yêu. Rồi, bộ em đang mặc là ba bộ ép đá nha mấy chị yêu. Cái bộ này là 150.000 một bộ. Đây là mẫu đá hoa sen ép mới nha em luôn. Ép đá rất là chắc chắn. Mấy chị về giặt máy giặt không có sao nha, không có bị sờ xước đá luôn. Đá này mặc lên rất là sang luôn á. Cái này mấy chị có thể mua áo lẻ thì sẽ là 90, quần là 60, một bộ là 150. Quần thì mấy chị thích quần ống nhỏ thì em sẽ có quần ống nhỏ luôn. Còn mấy chị mua muốn tất trời thì em sẽ có là áo lẻ cho mấy chị luôn. Ai không lấy quần thì em có áo luôn nha. Lấy áo không cũng được nữa. Rồi ok em chốt cho chị Hòa một bộ này nha. Chị Hòa có muốn lấy thêm gì nữa không nè. Còn muốn lấy thêm thì mua hoặc là muốn xem mẫu nào thì em sẽ comment cho chị xem. Còn không thì em sẽ đi đơn chị một bộ nha. Cậu làm đi chùa đó mặt mình đọc lên rất là dễ mặc luôn, sang. Rồi chị, cái đá này hiện tại thì em có size từ 45 cho tới 70kg luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem đồ bộ ha. Cái đồ bộ cổ tròn ép đá này mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Cổ tròn cái cổ nữ hoàng á mặc lên sang lắm. Cổ tròn này sẽ là 150.000 một bộ nha. Rồi mấy chị mặc size nào comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì. Bây giờ em sẽ lên bảng màu cho mấy chị tham khảo ha. Em có màu này sẽ là màu xanh coban nè. Em có màu xanh coban. Dạ chị Điệp Trần, cái này là thun lai dông nha chị yêu. Coi giãn thoải mái cho chị luôn nè chị. Cái này mặc coi giãn thoải mái luôn. Có 150 bộ hà, mua áo lẻ thì là 90. Còn cái áo cổ tròn, cái cổ bộ đồ bộ cổ tròn này cũng thun lai dông luôn á chị. Chị muốn hỏi bộ nào nè. Cái ép đá hoa sen này á, thì em có đủ size từ size 1 cho tới size 6 cho mấy chị luôn. Còn cái bộ cổ tròn này hiện tại thì em đang bị lẻ. Em có từ size 1 cho tới size 5 nhưng mà bị lẻ màu á. Nên là mấy chị mặc size gì thì comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Dạ chị đẹp muốn xem mẫu nào nè em dơ cho chị xem chị yêu. Chị mặc size mấy nè. Rồi em có màu này sẽ là màu xanh coban. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím Huế nha mấy chị yêu. Màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Em có màu này sẽ là màu ruốc. Màu này sẽ là màu đỏ. Màu này sẽ là màu hồng. Và màu cuối cùng sẽ là màu măng cụt. Đồ bộ cổ tròn ép đá 150.000 một bộ. 150.000 một bộ nha. Rồi em có màu này sẽ là màu măng cụt này. Em dơ lại cho mấy chị xem nè. Màu này sẽ là màu hồng. Màu hồng này thì em còn một bộ dưới size 5 luôn. Chị yêu nào mặc size 5 chốt màu hồng đi. Màu hồng này bận lên rất là đẹp luôn. Màu này sẽ là màu đỏ nè. Màu đỏ em cũng còn một bộ dưới size 5 luôn. Nếu là mấy chị mặc size gì thì comment để em coi cái size đó còn màu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Mấy chị mà không biết mặc size gì mấy chị cứ việc lên chiều cao cân nặng đi tư vấn size cho nha. Rồi em có màu này sẽ là màu ruốc. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá nha mấy chị yêu. Màu này sẽ là màu tím Huế và màu cuối cùng sẽ là màu xanh coban. Rồi, mấy chị thích màu nào hoặc là ai muốn xem kỹ lại màu nào comment em dơ cho mấy chị xem nha. Tiếp theo là em sẽ lên cái đồ bộ cổ nữ hoàng. Đây, đồ bộ cổ nữ hoàng cái này thì sẽ là 140.000 một bộ. Cái cổ nữ hoàng này mặc lên cũng rất là sang luôn. Rồi, em có màu này sẽ là màu xanh vỏ đậu nha. Riêng cái cổ nữ hoàng này em có tới size 6 luôn á. Cổ tròn thì em có tới size 5 thôi, còn cổ nữ hoàng em có tới size 6 cho mấy chị yêu luôn. 140.000 một bộ thôi. Rồi em có màu này sẽ là màu xanh vỏ đậu nha. Màu xanh vỏ đậu, màu này sẽ là màu xanh coban. Và em chào chị Thu Vân nè, chào mấy chị yêu nha. Chúc mấy chị buổi tối vui vẻ luôn mấy chị ơi. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá đậm. Màu này sẽ là màu măng cục.
màu tím Huế. Màu này sẽ là màu đen. Và màu cuối cùng sẽ là màu rút. Rồi đây là bảng màu đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá nha mấy chị. À em có màu hồng nữa. Màu hồng này hiện tại thì em còn một màu gì? Màu hồng thì em còn một bộ miếng size 4 á. Chị yêu nào mặc size 4 chốt màu hồng đi mấy chị ơi. Cái màu này mặc rất là dễ thương luôn. Màu hồng mặc rất là ngọt luôn á. Rồi em có màu này sẽ là màu rút nha mấy chị. Em lên bảng màu lại cho mấy chị xem ha. Em có màu rút, màu này sẽ là màu đen nè. Mấy chị mặc size nào comment giúp em coi cái size đó còn màu gì em dơ cho mấy chị tham khảo nha. Rồi em có màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím Huế nè. Màu này sẽ là màu măng cục. Màu này sẽ là màu xanh lá. Màu này sẽ là màu xanh coban. Và màu cuối cùng là màu xanh vỏ đậu. Cái xanh vỏ đậu này cũng rất là ngọt luôn. 140.000 một hộp. Thun sẽ là thun lai dông có dễ nha mấy chị yêu. Rồi mấy chị nào mà không thích ép đá thì em sẽ có, mấy chị thích đơn giản thì em sẽ có trơn cho mấy chị luôn. Ai không thích ép đá hết đơn giản em sẽ có trơn luôn. Và ba bộ trơn cái này sẽ là 130.000 một bộ thôi. Mấy chị yêu mua hai bộ em sẽ miễn ship ha. Mua một bộ thì ship giúp em là 25k. Rồi em sẽ dơ bảng màu cho mấy chị xem ha. Em có màu này sẽ là màu vàng nè. Màu này sẽ là màu đỏ. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh coban nha mấy chị yêu. Em có xanh coban. Màu này sẽ là màu tím nè. Tím này là tím rút nha. Tím rút. Màu này sẽ là màu tím Huế. Và màu cuối cùng sẽ là màu hồng. Rồi bà ba bộ trơn thì rất đơn giản. Nút là nút đóng một chai rất là sang luôn. 130.000 một bộ thôi. Rồi em có màu này sẽ là màu hồng nè. Các chị mà không thích ép đá hết đơn giản thì em sẽ có nguyên bộ trơn luôn. Rồi màu này sẽ là màu tím Huế. Màu tím, tím này nó sẽ hơi rút xíu nha mấy chị. Màu xanh coban. Màu này sẽ là màu đỏ. Và màu cuối cùng sẽ là màu vàng. Rồi mấy chị thích màu nào hoặc là muốn xem màu nào comment em chơi cho mấy chị xem nha. Rồi em sẽ giờ em chào chị Đinh Hạnh nè, chào mấy chị yêu. Em chào chị Long Thanh, chào chị Lan. Dạ em chào chị Bảo Long nha, chúc mấy chị yêu buổi tối vui vẻ nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị mà muốn xem, mấy chị yêu muốn xem đồ bộ thì em sẽ ghi comment em cho lại cho mấy chị xem nha. Giờ em sẽ lên áo lẻ nè. Mấy chị muốn xem lại đồ bộ em sẽ ghi đồ bộ cho mấy chị xem. Đồ bộ em mang mặc là bà ba bộ ép đá nha. Cái này là 150.000 một bộ. Cái này là mẫu đá hoa sen mới nha em luôn. Rồi em chào chị Thanh Tiền. Rồi em sẽ lên áo lẻ cho mấy chị yêu xem nha. Cái này là đồ, cái này là áo cổ vuông, bà ba cổ vuông tay phồng thun lưới nha. Cổ vuông tay phồng thun lưới, cái này sẽ là 80k một cái. Rồi em có mã này sẽ là mã 40. Em có mã 40, mã này sẽ là mã 46. Mã này sẽ là mã 28. Em có mã 28. Mã này sẽ là mã 26. Mã 60. Cổ vuông tay phồng thun lưới mấy chị. Cái thun lưới mặt thì nó co giãn rất là mát luôn. Mặt nó mềm mịn thoải mái nữa. Mã này sẽ là mã 72. Em có mã 72. Mã 10. Mã 78. Mã 62. Và mã cuối cùng sẽ là mã 20. Cổ vuông tay phồng thun lưới nha mấy chị yêu. 80k một cái thôi. Cái cổ vuông tay phồng thun lưới này thì em có size từ 45 cho tới 80kg, 70kg cho mấy chị luôn nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 20 nè. Em có mã 20. Mã này sẽ là mã 62. Mã 78.
Mã 10. Mã 72. Mã 60. Mã 26. Mã 28. Mã 46 và mã cuối cùng sẽ là mã 40. Rồi mấy chị hết mã nào hoặc là muốn xem kỹ lại mã nào comment em sẽ dơ cho mấy chị xem nha. Cổ vuông tay phòng thun lưới nha mấy chị yêu. Sao nó bị bệnh ớt quá ta. Chị yêu đợi em 30 giây nha. Rồi em mới bị chụp chặt em vô lại nha mấy chị, vô xem like lựa đồ lại với em nha mấy chị yêu. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái cổ tim thun lưới tay dài. Cổ tim thun lưới tay dài này thì sẽ là 80k một cái. Cái này em bị lẻ size nha. Mấy chị mặc size mấy thì comment em coi cái size đó còn mã gì em dê cho mấy chị xem ha. Rồi mấy chị bên tấp tấp vô xem like lựa đồ lại cho em nha. Em mới bị chụp chặt cái thật em gam vô lại này mấy chị yêu. Rồi cái này là cổ tim thun lưới tay dài 80k một cái, cái này là bông mới nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 56 nè. Mã 56 thì hiện tại em sẽ còn size 3 và size 5 cho mấy chị yêu đây. Cái mã 56 này mình có thể kết hợp với quần màu xanh cũng đẹp nữa. Quần màu trắng, quần màu đen cũng được luôn, tùy hết mỗi người nha. Cái này mình, cái mã bông này thì mấy chị có thể kết hợp quần màu luôn. Em sẽ có quần màu cho mấy chị luôn. Áo là 80k một cái nha. Quần là 60k một bộ sẽ là 140 thôi. Mấy chị mua 4 áo thì em sẽ miễn ship nha. Mua 3 áo một quần miễn ship, hoặc là 2 áo 2 quần có nghĩa là 2 bộ thì bên em miễn ship. Còn lại thì ship giúp em là 25k nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 56 nè. Mã 56 thì em sẽ có size 3 và size 5 cho mấy chị yêu. Mã này sẽ là mã 08. Mã 08 thì em sẽ còn size 5 nha. Đây cái này mình kết hợp với quần đỏ luôn. Cổ tim thun lưới tà dài 80k thôi. Rồi em có mã này sẽ là mã 08. Mã này sẽ là mã 43. Mã 43 thì em sẽ còn size 4 nha. Đây mã 43. Mã này sẽ là mã 31. Mã 31 em cũng còn size 3 cho mấy chị yêu luôn. Cái này thì mình mặc với quần vàng cũng đẹp nè. Cổ tim thun lưới tà dài 80k một cái thôi. Đây mã 31. Mã 31 thì em sẽ còn size 3 nha. Mã này sẽ là mã 67. Mã 67 thì em sẽ còn size 2 và size 5 cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị hết mã nào thì hoặc là muốn xem mã nào comment giúp em nha. Mã 67 thì em sẽ còn size 2 và size 5 nè. Mã này sẽ là mã 31. Mã 31 thì em sẽ có size 3 nha. Mã này sẽ là mã 43. Mã 43 thì em sẽ còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã này sẽ là mã 08. Mã 08 thì em sẽ còn size 5. Và mã cuối cùng sẽ là mã 56. Mã 56 thì em sẽ có size 3 và size 5 luôn. Rồi mấy chị nào hết mã nào hoặc là muốn xem kỹ lại mã nào comment em dơ cho mấy chị xem nha. Tiếp theo là cái này là cổ tim thun lưới tay dài. Cổ tim thun lưới tay dài thì chỉ có 70k thôi. Nút ngọc trai rất là đẹp luôn. Cái này là tay ở tay lỡ cho nha mấy chị. Sorry mấy chị yêu, là cổ tim thun lưới tay lỡ. Cái này là 70k một cái thôi. Em có mã này sẽ là mã 18 nè. Em có mã 18, mã này sẽ là mã 45. Mã này sẽ là mã 35. Và em cảm ơn chị Thon Kim đã follow em nha. Em cảm ơn chị yêu. Mã này sẽ là mã 21. Và mã cuối cùng sẽ là mã 59. Rồi đây là những mã cổ tim thun lưới tay lỡ 70k một cái thôi mấy chị ơi. Cái thun lưới tay lỡ thì em còn size 3. Em còn size 3 tới size 6 nha. Mấy chị yêu mặc từ size 3 tới size 6 thì mấy chị mặc size mấy comment để em có size đó còn mã gì nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 59 nè. Mã này sẽ là mã 21. Mã 35. Mã 45 và mã cuối cùng sẽ là mã 18. Rồi đây là những mã cổ tim thun lưới tay lỡ nha mấy chị yêu. 70k một cái thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị. Rồi.
Rồi đây là những mã cổ vuông tay phòng thun, này sẽ là thun tơ hoa nha mấy chị yêu. Cái này là 90k một cái nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 52, mã này sẽ là mã 61 và mã cuối cùng sẽ là mã 63. Rồi đây là những mã cổ vuông tay phòng thun tơ hoa nha mấy chị yêu. Rồi em chào chị Thủy Tiền, là chào chị Nguyên Phương, chào mấy chị yêu nha. Cổ vuông tay phòng thun tơ hoa 90k một cái thôi. Rồi em có mã này sẽ là mã 61, mã 52 và mã cuối cùng sẽ là mã 63. Rồi mấy chị hết mã nào hoặc là muốn xem lại mã nào comment giúp em nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem cái cổ tim thun lưới tay dài. Mấy chị mà không thích bông thích hoa thì có cái thun lưới bông này đơn giản cho mấy chị luôn. Không thích bông thích hoa mình có lá luôn. Cái này sẽ là 70k một cái. Em có mã này sẽ là mã 44 nè. Em có mã 44, mã này sẽ là mã 49. Hai mã này hiện tại thì em có đủ size cho mấy chị luôn nha, là từ 45 cho tới 70kg, là từ size 1 cho tới size 5 nha. Chị yêu nào thích mã này chốt mã 4. Mã này sẽ là mã 49 nha. Em có mã này sẽ là mã 44. Mã này sẽ là mã 16. Mã 16 thì hiện tại em sẽ còn size 4, size 5 cho mấy chị nha. Rồi chị yêu nào mặc size 4, size 5 thích mã 16 này chốt mã 16 giúp em. Rồi em có mã này sẽ là mã 49 và mã này sẽ là mã 44. Hai mã này em có từ size 1 cho tới size 5 luôn. Mấy chị mai chị yêu mà mấy chị mà hết mặc mã này thì comment giúp em nha. Đủ size cho mấy chị luôn. 70k một cái thôi. Quần là 60k ha, một bộ sẽ là 130. Mấy chị mua 4 áo thì em sẽ miễn ship nha. Mua 3 áo một quần miễn ship, hoặc là 2 áo 2 quần thì em sẽ miễn ship nha. Còn lại thì ship giúp em là 25k. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem hả. Dạ. Dạ áo là, dạ mình hỏi áo nào, dạ TikTok. Dạ áo là bài này 70k một cái nha. Cái này là cổ tim thun lưới tay dài. Cái này là, cái này là cổ tim thun lưới. Dạ đây, cái này là cổ tim thun lưới tay dài nha. Cái này là 70k một cái. Còn áo em đang mặc là 33 F8 nha. Cái này là cũng, cái này là 90k một cái. Mình mặc size mấy lên chiều cao cân nặng đi, em tư vấn size cho nha. TikTok ơi. Trời ơi, cái nít này tên này. Áo này là 70k, còn áo em đang mặc là ép đá là 90k nha. Em có bà ba chân luôn, bà ba chân thì là 70k, mình muốn xem bà ba nào. Còn cái này là bà ba in hoa 4D, cái này sẽ là 90k một cái. Mình muốn xem mẫu nào mình comment em dơ cho mình xem nha. Mình mặc size mấy comment giúp em để em coi cái size đó còn mã gì, màu gì em dơ mình xem. Ép đá em đang mặc thì hiện tại cái này có đủ size từ 45, từ 45 cho tới 75kg luôn, là từ size 1 cho tới size 6 nha. Rồi mình muốn xem bà ba ép đá là ba trơn hay là thun lưới nè, em dơ cho mình xem ha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái bảng màu bà ba in hoa 4D. Bà ba in hoa 4D này sẽ là 90k một cái. Rồi em có màu này sẽ là màu đỏ cam, màu này sẽ là màu xanh coban. Em có xanh coban, màu này sẽ là màu trắng, màu này sẽ là màu vàng, màu này sẽ là màu tím, tím này sẽ là tím khế và màu cuối cùng sẽ là màu cà rốt. Rồi đây là bản màu in hoa 4D 90k một cái thôi. Em có hai màu phía trên em đang nhiều ở trên là màu xanh nước biển và màu hồng nha. Hai màu này hiện tại thì em chỉ còn size 4, size 5 thôi, còn size lớn thôi. Còn mấy chị mặc size nào comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì nha. Rồi em có màu này sẽ là màu cà rốt nè. Em giơ lại cho mấy chị xem, em có màu này sẽ là màu cà rốt. Màu này sẽ là màu tím, tím này sẽ là tím khuế nha mấy chị yêu. Màu tím khuế. Rồi màu này sẽ là màu vàng. Màu này sẽ là màu trắng, màu xanh copan và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ cam. Rồi mấy chị yêu thích bốn màu in hoa 4D thì comment giúp em nha. Muốn xem lại màu nào hoặc là mặc size mấy comment coi cái size đó còn xem. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái ai thích đơn giản chân thì em sẽ có bảng màu chân cho mấy chị yêu luôn. Mà ba chân thì chỉ có hạt thiêu đi, em lên thiêu trước nha. Đây là bao thiêu. Bà ba thiêu này bật lên rất là đẹp luôn, rất là sang. Cái màu bà ba thiêu ở ngoài nó, cái bảng màu nó rất là tươi luôn. Bà ba thiêu này sẽ là 90k một cái.
Thiêu thì em có size từ 45 cho tới 65kg, là từ size 1 cho tới size 4 nha mấy chị. Mấy chị mà ai mà không biết mặc size nào á, mấy chị lên chiều cao cân nặng liên tư vấn size cho. Rồi em sẽ lên cái bảng màu và bao thiêu cho mấy chị tham khảo nha. Em có tất cả là 10 màu, nhưng mà em tất cả là 10 màu nhưng mà có một số size nó bị lẻ mất một hai màu á, nên là mấy chị mặc size nào comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì nha. Rồi em sẽ lên bảng màu thiêu cho mấy chị yêu xem đây. Màu bao thiêu này sẽ là 90k một cái. Rồi em có màu này sẽ là màu vàng nè, màu này sẽ là màu tím, tím này sẽ là tím cẩm, màu này sẽ là màu xanh cổ dịch, màu này sẽ là màu xanh, xanh này sẽ là xanh ngọc nha. Em có màu xanh ngọc, màu này sẽ là màu hột gà, màu này sẽ là màu xanh lá, em có màu xanh lá, màu này sẽ là màu cà rốt, màu hồng, hồng này là hồng phấn nha mấy chị yêu, 90k một cái. Màu này sẽ là màu trắng, em có màu này sẽ là màu đỏ, và màu cuối cùng sẽ là màu hồng đào. Rồi đây là bảng màu và bao thiêu, 90k một cái thôi. Cái thiêu này mặc lên rất là đẹp luôn, cái màu nó rất là tươi nha mấy chị, mặc lên sáng da lắm, 90k một cái thôi. Em sẽ mặc cho mấy chị yêu xem một cái bảng màu thiêu nha. Thiêu cái bông thiêu này mặc lên rất là đẹp luôn. Đây cái màu trắng này mặc lên đẹp cực kỳ luôn, 90k một cái thôi mấy chị yêu. Đây thiêu cái bảng màu thiêu nó rất là tươi luôn nha, mặc lên rất là sang luôn. Đây đây là bảng màu thiêu mấy chị, rất là đẹp luôn, quá đẹp, rất là xinh luôn. Đây em mặc nó hơi rộng một xíu, em mặc size 1 nó bị rộng xíu nha mấy chị yêu. Đây là bảng màu, đây là áo ba ba thiêu nha, em đang mặc là màu trắng nè. Màu trắng hiện tại thì em có từ size 1 cho tới size 4 cho mấy chị luôn. Đây rất là đẹp, áo là 90 nha, quần là 60, một bộ sẽ là 150 nha mấy chị. Đây mấy chị mua 4 áo thì em sẽ miễn ship nha. Và em chào chị Tuyền Ngọc, chào chị yêu, chúc chị buổi tối vui vẻ nha chị. Dạ em chào chị. Chị nào hết ba ba thiêu thì vô lựa thiêu với em đây. Cái bảng màu thiêu rất là đẹp luôn. À, em đang mặc là màu trắng nè, em có từ size 1 cho tới size 4 nha. Mấy chị yêu mặc size nào comment để em coi cái size đó còn màu gì nha. Ai hết thiêu thì vô lựa thiêu với em đây. Thiêu là em có tất cả là 10 màu luôn mấy chị, 10 màu đặng mấy chị tha hồ đồ. Em có size từ 45 cho tới 65kg. Thiêu này em có tới size 4 thôi nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem áo lẻ nha. Bà ba áo lẻ trơn, mấy chị muốn thích áo lẻ đơn giản thì em có áo lẻ trơn cho mấy chị luôn. Áo lẻ trơn thì chỉ có 70k một cái thôi. Trơn thì em sẽ có size từ trơn, em có size từ 45 cho tới 80kg cho mấy chị luôn, là từ size 1 cho tới size 7 nha. Chị yêu nào mặc size 6, size 7 với size thì cho em xin thêm 10k nữa, sẽ là 80k một áo nha mấy chị. Rồi em sẽ lên, em sẽ lên trơn cho mấy chị tham khảo nha. Rồi em có màu này sẽ là màu đỏ nè, màu ba trơn 70k một cái thôi. Em có màu này sẽ là màu đỏ, màu này sẽ là màu đen. Rồi em có màu này sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu cớm, màu xanh cớm nha mấy chị. Trơn là em có rất là nhiều màu đủ size cho mấy chị tha hồ lựa luôn. Màu này sẽ là màu tím, tím này sẽ là tím cẩm nha mấy chị yêu. Em có tím cẩm, màu này sẽ là màu tím, tím này sẽ là tím cà nè. Rồi em có màu này sẽ là màu tím cà, màu này sẽ là màu xanh, xanh này sẽ là xanh nước biển nha. Màu này là màu mới nhà em luôn đó mấy chị. Em có màu xanh nước biển nè, màu này sẽ là màu xanh, xanh này sẽ là xanh lá đậm luôn. Có màu sáng, có mấy màu tỏi nhu nhu cho mấy chị. Mấy chị lớn tuổi là có mấy màu nhu nhu luôn, mà mấy chị muốn mấy màu sáng sáng thì sẽ có màu sáng luôn. Rồi em có màu này sẽ là màu xanh, xanh này sẽ là xanh coban nhạt nha. Em có xanh coban nhạt, màu này sẽ là màu da bò. Đây áo ba ba trơn 70k một cái thôi, màu da bò. Mấy cái này thì mấy chị có thể kết hợp với quần trắng, quần đen tùy sở thích mình nha. Rồi em có màu này sẽ là màu tím nè, tím này sẽ là tím Huế nha mấy chị yêu.
Em có tím Huế, màu này sẽ là màu xanh coban nhạt đậm. Em có màu xanh coban đậm, màu này sẽ là màu cà rốt. Đây cũng là màu mới nha em luôn. Cái màu cà rốt này mặc lên rất là ngọt luôn, 70k một cái thôi. Màu cà rốt, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh ngọc nha mấy chị yêu. Em có xanh ngọc, màu này sẽ là màu hồng nè. Hồng này sẽ là hồng cánh sen. Rất là nhiều màu chân mấy chị ơi. Màu này sẽ là màu trắng. Em có màu trắng, màu hồng. Hồng này sẽ là hồng đậm nha mấy chị. Em có hồng đậm, màu này sẽ là màu vàng. Màu này sẽ là màu da bò. Rồi, ủa màu này là màu cà phê sữa chứ. Rồi, đây là tất cả bảng màu ở trên. Rất là nhiều màu luôn. Em có khoảng tầm ra. Em có tất cả là 18 màu và phải trơn. Rất là nhiều màu, tha hồ lựa cho mấy chị luôn, đủ màu, đủ size luôn. Mấy chị thích màu nào thì hoặc là muốn xem lại màu nào comment giúp em nha. Rồi em sẽ lên tiếp, em sẽ dơ lại cho mấy chị xem. Em có màu này sẽ là màu cà phê sữa nè. Màu này sẽ là màu vàng. Em có màu vàng, màu này sẽ là màu xanh. Ủa màu hồng. Hồng này sẽ là hồng đậm nha mấy chị yêu. Em có hồng đậm, màu này sẽ là màu trắng. Màu này sẽ là màu hồng nữa nè. Hồng này sẽ là hồng cánh sen nha, 70k một cái thôi. Quần là 60k, một bộ là 130. Rồi em có màu này sẽ là màu xanh ngọc nha mấy chị. Em có màu xanh ngọc, màu này sẽ là màu cà rốt nè. Màu cà rốt này là màu mới nhà em luôn, rất là đẹp. Em có màu cà rốt, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh coban đậm nha mấy chị. Em có xanh coban đậm. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím Huế luôn nè. Em có tím Huế. Màu này sẽ là màu da bò. Màu xanh coban nhạt. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá nha mấy chị yêu. 70k một cái thôi. Màu này sẽ là màu xanh nước biển. Màu tím. Tím này sẽ là tím cà nha. Màu tím cẩm nha. Màu này sẽ là màu xanh, xanh này sẽ là xanh cớm nha. Màu này là màu đen. Và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ. Rồi đây là bảng màu và ba chân nha mấy chị yêu. 70k một cái thôi. Rồi em chào chị Nguyễn Thúy nè. Chào chị Quỳnh Như, em chào chị Đào nha. Chào mấy chị, chúc mấy chị buổi tối vui vẻ nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị đang xem like mà mình thích mẫu nào hoặc là đang tìm mẫu nào ở comment đi. Em có ai không, em dơ cho mấy chị xem. Ai không biết mặc size nào lên chiều cao cân nặng thì em sẽ tư vấn size cho. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái cổ vuông tay hồng thun lưới nha. Cái này là bông mới nha em luôn. Cái này sẽ là 80k một cái. Rồi em sẽ lên mã cho mấy chị xem ha. Em có mã này sẽ là mã 72, cổ vuông tay hồng thun lưới nha mấy chị. Cái bông mới này hiện tại thì em có size từ 45 cho tới 70kg luôn, là từ size 1 cho tới size 5 nha. Rồi, cổ vuông tay hồng thun lưới 80k một cái thôi. Em có mã này sẽ là mã 72 nè. Em có mã 72, mã này sẽ là mã 46. Em có mã 46, mã này sẽ là mã 40. Đây, mã 40, cổ vuông tay hồng thun lưới bông mới nha. Mã 40, mã này sẽ là mã 28. Đây em có mã này sẽ là mã 28. Mã 26. Mã này sẽ là mã 60. Cổ vuông tay phòng thun lưới 80k một cái thôi. Mã này sẽ là mã 10. Mã 78. Mã 62. Và mã cuối cùng sẽ là mã 20. Rồi đây là những mã cổ vuông tay phòng thun lưới nha mấy chị yêu. 80k một cái, quần là 60k. Những cái áo thun lưới bông này mấy chị có thể kết hợp với quần màu cũng rất là đẹp nha.
quần màu hay là quần trắng, quần đen gì thì cũng đều là 60k một cái nha. Mấy chị muốn kết hợp quần màu thì cứ comment em sẽ lấy quần màu cho mấy chị luôn. Rồi em có mã này sẽ là mã 20 nha. Em có mã 20. Mã này sẽ là mã 62. Mã 78. Mã này sẽ là mã 10. Mã 60. Mã 26. Mã 28. Mã 40. Mã này sẽ là mã 46 và mã cuối cùng sẽ là mã 72. Rồi đây là những mã cổ vuông tay phòng thun lưới bông mới nha mấy chị yêu. 80k một cái thôi. Rồi mấy chị vô xem like lựa đồ đi với em đi mấy chị yêu ơi, mấy chị đâu hết rồi. Vô xem like lựa bà ba với em nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái này nhờ, cổ tim thun lưới nha. Cái này là thun lưới là cổ tim, cái này thì là 80k một cái luôn. Những cái bông này cổ tim này em đang bị lẻ sai nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 31 nè. Mã 31 này em sẽ còn size 3 cho mấy chị yêu luôn. Ai mà size 3 thích cái bông lúa vàng này nè, mặc lên rất là sáng da luôn. Cái này thì là 80k một cái. Cái này mình có thể dạ em cảm ơn, em chào chị Ngọc Hiền. Rồi cái này thì mình có thể kết hợp với quần vàng cũng đẹp nữa nè. Rồi chị yêu nào mặc size 3 thích cái này chốt mã 31 giúp em. Bông lúa vàng rất là đẹp luôn. Đây là phía sau nè, 80k một cái thôi. Rồi ai thích mã này chốt mã 34 giúp em size 3. Mã này sẽ là mã 43. Mã 43 thì em sẽ có size 4 cho mấy chị nha. Mã 43 thì em sẽ có size 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã này sẽ là mã 08. Mã 08 thì em sẽ có size 5 nha. Cổ tim thun lưới tay dài 80k một cái. Mã 08, mã 08 thì em sẽ có size 5. Cái này thì mình có thể kết hợp với quần màu đỏ cũng đẹp nha mấy chị. Nguyên bộ màu luôn. Rồi em có mã này sẽ là mã 67. Mã 67 thì em sẽ còn size 2 và size 5 cho mấy chị yêu luôn. Mã 67 này em sẽ còn size 2 và size 5. Mã này sẽ là mã 56. Mã 56 thì em sẽ còn size 3 và size 5. Rồi mấy chị hết mã nào thì comment giúp em nha. Cổ tim thun lưới tay dài 80k một cái thôi. Mấy cái cổ tim này thì em đang bị lẻ sai mấy chị yêu. Dạ em cảm ơn chị Hiền nhiều. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem cổ tim thun lưới tay dài nha. Tay lỡ chứ. Cái này là cổ tim thun lưới nha. Cái này sẽ là tay lỡ. Cái này thì có 70k thôi. Rồi em có mã này sẽ là mã 59 nè. Em có mã 59. Mã này sẽ là mã 35. Cổ tim thun lưới tay lỡ. Mã này sẽ là mã 35. Mã này sẽ là mã 21. Đây mấy chị nào hết mấy bông tối tối thì em có mấy bông này cho mấy chị luôn. Em có mã này sẽ là mã 21. Mã 18. Và mã cuối cùng sẽ là mã 45. Rồi cổ tim thun lưới tay lỡ 70k một cái thôi. Rồi em giơ lại cho mấy chị yêu tham khảo một lần nữa ha. Em có mã này sẽ là mã 45 nè. Em có mã 45, mã này sẽ là mã 18. Em có mã 18, mã này sẽ là mã 21. Mã 35. Và mã cuối cùng sẽ là mã 59. Rồi, đây là những mã cổ tim thun lưới tay lỡ nha, 70k một cái. Rồi, em chào chị bé Thu, chào mấy chị yêu. Tiếp theo là cái mã cổ, tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị xem cổ vuông tay phòng. Thun này sẽ là thun tơ hoa nha. Cái này là 90k một cái. Rồi, em có mã này sẽ là mã 61 nè. Em có mã này sẽ là mã 61. Mã này sẽ là mã 52. Đây, mã 52. Cái bông này mặc lên rất là tươi luôn. Em có mã 52, nút là nút ngọc trai nha mấy chị yêu, nút đóng ngọc trai. Mã này sẽ là mã 63. Cổ vuông tay phòng thun tơ hoa 90k một cái. Mã này sẽ là mã 63. Rồi mấy chị thích mã nào hoặc là muốn xem lại mã nào comment giúp em nha. Tiếp theo cái này cũng hả? Dạ em chào chị Nguyễn Nguyễn. Chào chị yêu. Trời ơi mấy chị đâu hết trơn rồi. Mấy chị biết là mấy chị bỏ rơi em quá nhiều rồi. Thì cái cái bị follow lớp quá trời. Mấy chị không biết, không thấy em, không thấy mấy chị đâu hết trơn.
À, chị Nguyễn Nguyễn là mình muốn xem mẫu nào thì comment em cho chị xem nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị xem cổ tim thun lưới tay dài. Cái này thì có 70k một cái thôi. À chị Hiếu Nguyễn hả? Trời ơi sao hôm nay xài nít khác rồi. Hàng bữa giờ đã mất tiêu vậy Diêu. À chị em cũng nghi nghi rồi em thấy comment quen quá. Giờ thấy comment quen quá mà em nghĩ là cũng nghĩ chị khỏe không chị ơi. Rồi em sẽ sao nó bị trời trời tớp tớp thì hả bị phà lớp còn phở bò thì nó không hiện mình xem. Rồi em sẽ lên cho mấy chị xem cổ tim thun lưới tay dài nha. Cái này thì là 70k một cái thôi. Rồi em có mã này sẽ là mã 16. Mở 16 này hiện tại thì em sẽ còn size 4 size 5 cho mấy chị yêu. Mã 16 thì em sẽ còn size 4 size 5. Mã này sẽ là mã 49. Dạ hả? Dạ. Mã này sẽ là mã 49. Mã 49 thì em hiện tại em có size 4. Em có đủ size cho mấy chị luôn nha. Mã 49 này em sẽ có đủ size. Chỗ mấy chị mưa gió ổn không chứ chị ơi? Mưa bão chỗ mấy chị ổn không mấy chị? Mấy chị nhớ giữ an toàn nha mấy chị yêu. Mã này sẽ là mã 44. Mã 44 này hiện tại thì em sẽ có đủ size luôn nha. Mã 44 và mã 49, hai mã này hiện tại thì em sẽ có đủ size cho mấy chị là từ 45 cho tới 70kg, là từ size 1 cho tới size 5 luôn. Rồi em sẽ lên lại cho mấy chị yêu xem ha. Chị yêu nào hết mã 44 thì chốt mã 44 giúp em. Mã này thì em sẽ có đủ size cho mấy chị luôn nha. Mã này sẽ là mã 49 nè. Mã 49 thì em sẽ có đủ size luôn. Và mã này sẽ là mã 16. Mã 16 thì em sẽ có size 4 size 5. Rồi cổ tim phun lưới tay dài cái này là 70k một cái thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái bà ban hoa 4D. Bà ban hoa 4D này sẽ là 90k một cái. Rồi em có màu này sẽ là màu cà rốt nè. Đây, màu này sẽ là màu cà rốt. Cái in hoa 4D này thì hiện tại là em hết size 3 nha. Em chỉ còn từ size 1, size 2 và size 4, size 5 thôi. Rồi em có màu này sẽ là màu cà rốt nè. Màu cà rốt thì hiện tại em còn size 4 thôi mấy chị yêu. Màu cà rốt thì hiện tại em còn size 4. Em có màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím Huế nha. In hoa 4D để mặc lên rất là sang luôn. Rồi màu này sẽ là màu tím Huế nè. Em có màu này sẽ là màu vàng. Bà ban hoa 4D 90k một cái. Màu này sẽ là màu vàng. Màu này sẽ là màu trắng. Em có màu trắng, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh coban nha. Em có xanh coban và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ cam. Bà ban hoa 4D 90k một cái. Rồi mấy chị mặc size nào? Ở trên này thì em sẽ còn màu xanh nước biển và màu hồng nha. Hai màu best seller. Rồi em sẽ giơ lại cho mấy chị xem ha. Em có màu này sẽ là màu đỏ cam nè. Em có màu đỏ cam, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh coban nha. Màu này sẽ là màu trắng. Em có màu vàng. Màu này sẽ là màu tím Huế. Và màu cuối cùng sẽ là màu cà rốt. Rồi bà ban hoa 4D 90k một cái thôi. Rồi ai thích cái anh hoa 4D, ai mặc size nào comment để em có size đó còn màu gì nha. Rồi tiếp theo là em sẽ lên cho mấy chị yêu xem một cái bảng màu bà ba thiêu. Mẫu bà ba mà bảng màu em đang mặc là bà ba thiêu nha. Cái này sẽ là 90k một cái. Hiện tại thì em có size từ 45 cho tới 70.
65kg chứ, là từ size 1 cho tới size 4 nha. Mấy chị yêu mặc size nào comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì nha. Rồi em có màu này, màu em đang mặc là màu trắng nè. Em có màu này sẽ là màu vàng, em có tất cả là 10 màu nha. Em có màu vàng, màu này sẽ là màu tím nè. Tím này sẽ là tím cẩm nha mấy chị. Em có tím cẩm. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh cổ dịch ha. Em có xanh cổ dịch, màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh ngọc. 33 thiêu 90k một cái màu xanh ngọc. Màu này sẽ là màu hột gà. Đây em có màu này sẽ là màu hột gà. Màu này sẽ là màu xanh nữa nè. Xanh này sẽ là xanh lá luôn. Em có xanh lá, màu này sẽ là màu cà rốt. Màu này sẽ là màu hồng. Hồng này sẽ là hồng phấn nha mấy chị yêu. Em có hồng phấn và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ. Rồi đây là bảng màu và bao nhiêu 90k một cái thôi. Màu em đang mặc là màu trắng nè. Màu trắng hiện tại thì còn đủ size là từ size 1 cho tới size 4 luôn. Ai thích thiêu màu trắng mặc với quần đen rất là đẹp luôn. Mấy chị muốn kết hợp với quần trắng luôn cũng đẹp nữa. Mình mặc nguyên bộ trắng luôn cũng rất là đẹp. Một bộ thì chỉ có 150.000 thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem. Em sẽ giơ lại cho mấy chị xem một lần nữa nha. Sao tự nhiên cái phở bò nó bị mất tiêu, nó hiển hiện người xem thôi. Rồi em sẽ lên lại cho mấy chị xem bảng màu bao thiêu ha. Em có màu này sẽ là màu đỏ nha. Mấy chị mặc size nào thì comment giúp em để em coi cái size đó còn màu gì ha. Em có màu này sẽ là màu đỏ nè. Em có màu đỏ. Màu này sẽ là màu hồng. Hồng này sẽ là hồng phấn nha mấy chị. Em có màu hồng phấn, màu này sẽ là màu cà rốt. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá nha. Màu xanh lá. Màu này sẽ là màu hột gà. Đây em có màu này sẽ là màu hột gà. Màu này sẽ là màu xanh ngọc. Baba Thiêu 90k một cái màu xanh ngọc. Màu này sẽ là màu xanh cổ dịch. Màu tím. Tím này sẽ là tím cẩm nha. Và màu cuối cùng sẽ là màu vàng. Mà em đang mặc là màu trắng nha. Rồi Baba Thiêu 90k một cái thôi. Mấy chị thích màu nào hoặc là muốn xem lại màu nào comment em dơ cho mấy chị xem. Tiếp theo em sẽ lên đồ bộ nha. Mấy chị hết đồ bộ, ai hết em qua áo lẻ, bây giờ em sẽ lên đồ bộ cho mấy chị yêu xem. Cái này là bà ba bộ thiêu, cái này sẽ là 150.000 một bộ. Thiêu và thiêu lượng sống mặc áo là rất là đẹp luôn, mà rất là sang. Thiêu cánh tay nè, thấy không? 150.000 một bộ. Rồi em có màu này sẽ là màu đỏ nè. Đỏ này sẽ là đỏ mận nha mấy chị. Màu này sẽ là màu xám. Xám này sẽ là xám khói nha. Em có xám khói, màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím tím kè. Màu này sẽ là màu nâu. Và màu cuối cùng sẽ là màu đen. Rồi đây là bản màu bà thiêu 150.000 một bộ. Rồi em có màu này sẽ là màu đen nha mấy chị yêu. Em có màu đen, màu này sẽ là màu nâu. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím kè. Màu này sẽ là màu xám. Xám này sẽ là xám khói nha. Và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ. Đỏ này sẽ là đỏ màu bán cục á. 150.000 một bộ. Bộ em đang mặc là cũng là 150.000 một bộ này mấy chị. Cái này là 90 nha. Quần là 60, một bộ sẽ là 150. Các chị yêu mua 4 áo thì sẽ miễn ship nha. Mua 3 áo một quần miễn ship, hoặc là 2 áo 2 quần, có nghĩa là 2 bộ thì em sẽ miễn ship. Rồi ai thích cách thiêu em đang mặc thì tranh thủ chốt thiêu đó chị ơi. Cách thiêu này bật lên rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem cái đồ bộ cổ tròn ha. Đồ bộ cổ tròn ép đá, cái này sẽ là 150.000 một bộ. Em có màu này sẽ là màu tím nè. Tím này sẽ là tím Huế. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh coban ha. Màu này sẽ là màu xanh lá. Em có màu này sẽ là màu rút. Màu này sẽ là màu đỏ. Màu hồng. Màu này sẽ là màu măng cụt. Rồi, đồ bộ cổ tròn ép đá, cái này sẽ là 150.000 bộ. Rồi, có chị nào muốn xem mã nào nữa không mấy chị ơi? Có chị yêu nào muốn xem mẫu nào nữa không? Ngày mai 11 giờ trưa mai em sẽ like nữa nha. Mấy chị yêu chiều mai rảnh vô xem like lựa đồ với em nha mấy chị yêu.
Rồi có chị yêu nào muốn xem mẫu nào nữa không? Em chuẩn bị xuống like nè. Có chị nào muốn xem mẫu nào nữa không mấy chị ơi? Rồi không chị yêu nào xem mẫu nào nữa thì chơi xin phép xuống like nha. Cảm ơn mấy chị yêu đã xem like của em. Hẹn mấy chị 11 giờ trưa mai nha.